Bên em đã hoàn thiện xong chiếc Hyundai Accent 2020 rồi các bác nhé. Đây là mặt cắt của X-Line V30 Ultra Full Bi LED thời điểm hiện tại đây ạ. Sản phẩm đang được bảo hành tới 35. Hai chế độ pha cốt rất hiệu quả luôn. Đây là chế độ cốt các bác nhé, em sẽ lên pha. Đây là chế độ pha đây, nháy pha hầu như là không có độ trễ luôn ạ. Sản phẩm được bảo hành chính hãng tại hệ thống GTR Việt Nam. Các bác quan tâm tới giải pháp tăng sáng thì hãy để lại thông tin, bên em sẽ có nhân viên tư vấn nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào và hẹn các bác những video lần sau ạ.